16. Phẩm chân như Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật Bạch Thế Tôn Pháp Phật đã dạy rất sâu xa màu nhiệm Đối với tất cả Pháp đều có thể tùy thuận Không bị chướng ngại Pháp Phật đã dạy không có tướng chướng ngại Ngang bằng hư không Hoàn toàn không dấu vết Pháp Phật đã dạy không có tướng đối đãi không có tướng thứ hai Pháp Phật đã dạy không có tướng ngang nhau vì không có nối địch Pháp Phật đã dạy hoàn toàn không lưu dấu vì không sanh không diệt pháp Phật đã dạy hoàn toàn không sanh diệt, vì tất cả sanh diệt bất khả đắc. Pháp Phật đã dạy hoàn toàn không có đường tắt, vì tất cả đường tắt bất khả đắc. Pháp Phật đã dạy hoàn toàn không hí luận, vì phân biệt hồn thuyết bất khả đắc. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Khi ấy thiên tử cõi dục và cõi sát liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn Đại Đức Thiện Hiện đúng thật là Phật tử được sanh ra từ Đức Như Lai. Vì sao? Vì Đại Đức Thiện Hiện nói ra các pháp tất cả đều tương ương với không. Cụ thọ thiện hiện vào các thiên tường cõi dục và cõi sắc. Các ngài bảo tôi đúng thật là Phật tử được sanh ra từ Đức Như Lai. Thế nào là thiện hiện được sanh ra từ Đức Như Lai? Nghĩa là theo chân như của Như Lai sanh ra mà tất cả pháp sanh bất khả đắc. Vì sao? Vì chân như của Như Lai không đến, không đi, bản tánh không sanh. Chân như của thiện hiện cũng không đến, không đi, bản tánh không sanh. Nên nói thiện hiện sanh ra từ Đức Như Lai. Chân như của Như Lai tức chân như của tất cả Pháp. Chân như của tất cả Pháp tức chân như của Như Lai. Chân như như thế không có tánh chân như, cũng không có tánh không chân như. Chân như của thiện hiện cũng như vậy. Nên nói thiện hiện sanh ra từ Đức Như Lai chân như của như lai thường trụ làm tướng chân như của thiện hiện cũng như vậy nên nói thiện hiện sanh già từ đức như lai chân như của như lai không đổi khác không phân biệt chuyển khắp các pháp chân như của thiện hiện cũng như vậy nên nói thiện hiện sanh già từ đức như lai chân như của như lai không bị chướng ngại chân như của tất cả pháp cũng không bị chướng ngại hoặc chân như của như lai hoặc chân như của tất cả pháp đồng một chân như không hai không khác không tạo không tác chân như như vậy luôn là tướng chân như không lúc nào là không phải tướng chân như nên không hai không khác chân như của thiện hiện cũng như vậy nên nói thiện hiện sanh ra tiểu đức như lai chân như của như lai đối với tất cả pháp không nhớ nghĩ không phân biệt chân như của thiện hiện cũng như vậy nên nói thiện hiện sanh ra tiểu đức như lai Chân như của Như Lai không riêng khác không thể đắc, chân như của thiện hiện cũng như vậy nên nói thiện hiện danh ra từ Đức Như Lai. Chân như của Như Lai không rời chân như của tất cả Pháp, chân như của tất cả Pháp không rời chân như của Như Lai. Chân như như vậy luôn là tướng chân như, không có lúc nào không có tướng chân như, chân như của thiện hiện cũng như vậy nên nói thiện hiện danh ra từ Đức Như Lai. Mặc dù nói tùy sanh, nhưng không có sự tùy sanh, vì chân như của thiện hiện không khác Phật. Chân như của Như Lai không có quá khứ, không có tương lai, không có hiện tại. Chân như của tất cả Pháp cũng không có quá khứ, không có tương lai, không có hiện tại. Chân như của thiện hiện cũng như vậy, nên nói thiện hiện sanh trà từ Đức Như Lai chân như của thiện hiện theo chân như của như lai chân như của như lai theo chân như quá khứ chân như của quá khứ theo chân như của như lai chân như của như lai theo chân như vị lai chân như của vị lai theo chân như của như lai chân như của như lai theo chân như hiện tại chân như của hiện tại theo chân như của Như Lai, chân như của Như Lai theo chân như ba đời, chân như ba đời theo chân như của Như Lai, chân như ba đời, chân như của Như Lai không hai không khác, chân như của tất cả pháp và chân như của thiện hiện cũng không hai không khác, nên nói thiện hiện sanh ra từ đức Như Lai chân như của tất cả hạnh đại bồ tát tức là chân như của quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật các đại bồ tát do chân như nên chứng tác quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nên gọi là như lai ứng chánh đẳng giác đối với chân như các pháp này ta sanh lòng tin hiểu sâu xa nên nó hiện hiện được sanh ra từ đức như lai đang nói về tướng chân như này thì nơi tam thiên đại thiên thế giới biến động sáu cách y như lúc Phật chứng tác quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không khác nên nói thiện hiện được sanh ra thì đức như lai nhưng thiên tử nên biết thiện hiện ta không do sắc mà theo như lai sanh không do thọ tưởng hành thức mà theo như lai sanh không do quả dự lưu mà theo như lai sanh không do quả nhất lai bất hoàn a la hán mà theo như lai sanh không do độc giác bồ đề mà theo như lai sanh không do quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật mà theo như lai sanh chỉ do chân như nên theo như lai xanh thiên tử nên biết Nhưng thiện hiện ta không theo sắc xanh Không theo thọ tưởng hành thức xanh Không theo quả dự lưu xanh Không theo quả nhất lai bất hoàn A-la-hán xanh Không theo độc giác bồ đề xanh Không theo quả vị vô thượng Tránh đẳng bồ đề của chư Phật xanh Chỉ theo chân như xanh Nên thiện hiện ta theo như lai xanh Khi ấy sát lại tử Bạch Phật Bạch Thế Tôn chân như này thật sâu xa màu nhiệm. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, chân như này thật sâu xa màu nhiệm. Đang lúc nói tướng chân như này có 300 ví xô, đoạn tận các lậu tầm được giải thoát đắc quả A-la-hán, và có 500 ví xô, xa lìa chân cấu, ở trong các pháp đắc pháp nhãn thành tịnh năm ngàn thiên tử được thành thục nghiệp đời trước cùng lúc chứng đắc vô sành pháp nhẫn sáu mươi bồ tát không còn các lậu tâm được giải thoát Phật dạy, này xá lợi tử, hiện trong đại chúng này có 60 Bồ Tát đã gần gũi cúng dường 500 Đức Phật thời quá khứ. Mặc dù họ có tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, nhưng không lãnh hội phương tiện, thiện xảo văn nhã, bà làm mật đa sâu xa, sanh tư tưởng khác đi, tù hạnh khác đi, nên không vào tránh tánh di sanh của Bồ Tát. Do đó, trong hiện tại tuy được nghe Pháp lớn, nhưng nhờ sức nhân đời trước không còn các lậu tâm được giải thoát thế nên này giá lợi tử. Các đại Bồ Tát tuy có đạo Bồ Tát là không vô tướng vô nguyện, nhưng không lãnh hội phương tiện thiện xảo bát nhã và làm mật đa sâu xa, liền chứng thật tế rơi vào thanh văn hay độc giác địa. Giá lợi tử ví như có con chim, thần nó to lớn cả trăm do tuần, hoặc hai trăm cho đến năm trăm do tuần, mà lông cánh chim chưa mọc đủ, hoặc đã hư dụng. Chim này từ trời 33 rơi xuống chầu thiện bộ, giữa đường chợt nghĩ, bây giờ ta trở lại cõi trời 33. Ý ông hiểu sao, chim này có thể bay về lại cõi trời 33 được không? Xá lợi tử bạch Phật, bạch Thế Tôn không? Phật dạy, này xá lợi tử giữa đường chim này muốn đến châu thiện bộ mà thân chim không bị tổn hại, không bị khổ. Ý ông hiểu sao, chim ấy có được tại nguyện không? Xá lợi tử bạch Phật, Bạch Thế Tôn không? Chim ấy khi đến châu thiện bộ thân nó chắc chắn bị tổn hại và khổ đau hoặc đưa đến chết hay sắp chết. Vì sao? Vì chim này thân to lớn mà bị rơi từ trên cao với lông cánh chưa mọc hay bị hư dụng. Phật dạy, này giá lợi tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Có các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát Thừa cũng như vậy mặc dù có phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề trải qua hàng hà xa số kiếp tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự cũng tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện nhưng không lãnh hội phương tiện thiện xảo ban nhã ba la mật đa sâu xa mà chứng thực tế liền rơi xuống thành văn hoặc độc giác địa giá lợi tử các thiện nam tử trụ bồ tát thừa này Tuy nhớ giới hoàn định hoàn tuệ hoàn giải thoát hoàn giải thoát tri kiến hoàn của chư Phật Thế Tôn ba đời Nhưng tâm chấp tướng không thấy không biết công đức chân thật vũ hoàn này của chư Phật Chỉ nghe tiếng không chấp trước lấy tướng Hội hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà là rơi ngay xuống thành văn hoặc độc giác địa vì sao xá lợi tử vì các bồ tát ấy không lãnh hội phương tiện thiện, thiện xảo bát nhã bà làm mật đa sâu xa nên dù có đem vô số thiện can đã tu tập hội hướng đạo quả bồ đà vẫn không đủ sức vậy khi ấy xá lợi tử bạch phật Bạch Thế Tôn theo ý con hiểu về nghĩa Phật dạy, ca thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, nếu hút xa lìa phương tiện thiện, thiện xảo bát nhã và làm mặt đà thì giàu cho có đầy đủ vô lượng phước đức tương đương mà đối với bồ đề sẽ có đắc hoặc không đắc thế nên các đại bồ tát muốn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nhất định không nên xa lìa phương tiện thiện, thiện xảo bát nhã và làm mặt đà phật dạy này sáng lợi tử đúng vậy đúng vậy đúng như lời ông nói hết quyển thứ 548.